Halloween năm nào chúng ta cũng có những huyền thoại về quá trang với ý nghĩ đó và trình độ sáng sủ tạo vô biên nên đáng quảng hồn đáng yêu, vô đối. Năm nay, màn quá trang của dâu cơ gắt kỉnh và những ly tà tư bị đổ đang khiến dân tình phải thả tim không ngớt. Mới đây, một màn quá trang cũng đã khiến dân tình phải đứng hình mất 5 giây. Nhìn sương sương thì thấy hơi quen quen, nhìn kỹ rồi mới nhận ra đây chính là chai dầu gió xanh trong truyền thuyết cực kỳ nhiều người biết đến tại Việt Nam. Đây chính là loại thần được được lương mẹ tin dùng rằng có thể chữa bệnh từ đau bụng, đau đầu đến trúng gió, sổ mũi. Nhìn quen quen. Cô gái chọn cốt bay thành chai dầu gió này hẳn đã có những ký ức không mấy vui tươi với chai dầu gió này. Với một số người, phải ngửi mùi dầu gió này, nhất là ở những nơi như trên tàu xe, trong văn phòng là rất khó chịu, thậm chí tạo cảm giác lương lợm họng. Chưa thể, chai dầu gió này thường gắn với những lần bị cảm rồi phải cạo gió. Mà cạo gió thì, nghĩ thôi đã thấy đau toàn thân rồi. Quá ra là chai dầu huyền thoại này. Vì chai dầu gió này rất nhiều người biết đến tại Việt Nam nên chẳng là gì kia nó đã làm rất nhiều người thích thú với chính ca lược ly ke. Dân mạng đã thi nhau tác đồng đội những người dị ứng với mùi dầu gió vào để gợi ý họ có màn cốt bay đôi cuốn cho Halloween đấy. Dưới đây là một số bình luận hài hước. Trời ơi huyền thoại chưa bệnh tuổi thơ đây mà. Chai dầu này nhiều người biết đến mà thơm nữa, đồng đội đi châu Á tôi đều nhờ mua đấy. Đi xe mà bắt gặp ai sức dầu này mới là bất lương mộng nè. Chai dầu này đâu đáng quảng hồn gì, tôi thích ngửi mùi của nó lắm.